có mỗi cái việc cái không xong. Ừ, à ừ rồi. Đâu, thành quả đâu? Đây, chờ nha. À đây, một mẹ đây. Rất nhiều các bác toàn nhau ngon sạch. Úi dồi ôi, nhiều thế nhỉ? Đây. Đây, em vừa xuống một cái mà 4-5 con liền này, các bác. Đây, thành quả của em 10 phút. À. Từ mai em sẽ chuyển nghề buôn bán nhau sạch. Ai đặt nhau ấy thì hãy liên hệ em. Đây. Đây, đây, không phải ấy đâu, chỉ có mới mới là nó ra. Mày như kiểu nông dân kính hiểu nhỉ? Tình hình được như nào chưa Huy ơi? Đây ra nào? Đây. Ôi giời ơi mẹ. Được bia mưa trên này đây. À được 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 đấy ơi. Nào bà Hà được cái gì chưa? Rồi, coi được hai con heo. Ờ. Nó xào đi. Ơ đúng rồi, giỏi thế. Con này là con gì Sóc ơi? Con ngao. Con nói đi. Con ngao. Tắm cũng được, tắm luôn. Tắm luôn, tắm luôn cho bác. Ủa ơi. Sao ấy? Một con nít thì màu ngao này, còn các bố thì màu ngao khác. Anh ơi, ngao khác là ngao gì đấy? Ngao. Đưa đến béo màu ngao nào cho con này. Con nào dơ lên để tụi cho nào. Con màu ngao đi. Ra chiến lợi phẩm của con đây. Con màu ngao đi. Con màu ngao đi. Nhìn này.